Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đỉnh điểm diễn ra liên tục trong những ngày qua khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát, thiết bị tiết kiệm điện của người dân gia tăng. Tại một số hệ thống siêu thị điện máy lớn và các cửa hàng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, doanh số bán các sản phẩm điện lạnh như máy điều hòa, quạt làm mát, tủ lạnh tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Các sản phẩm tiết kiệm điện và làm mát theo công nghệ mới được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Thì theo giá cả điện đang leo thang này thì tất nhiên mình phải lựa chọn những cái mặt hàng nào mà tiết kiệm điện nhất. So với năm trước, giá của hầu hết các sản phẩm làm mát không biến động nhiều. Đặc biệt với các sản phẩm quạt làm mát, giá giảm nhẹ khoảng 10%. Để kích cầu người tiêu dùng, các siêu thị, cửa hàng đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như trả góp 0%, vệ sinh máy lạnh miễn phí, giảm giá khi mua online. Năm 2019 được dự báo có nhiều đợt nắng nóng và kéo dài hơn so với mọi năm. Do vậy, khi mua các sản phẩm làm mát, người tiêu dùng nên tìm đến những nơi bán uy tín để có chế độ hậu mãi, chăm sóc khách hàng và bảo hành sản phẩm tốt nhất, đồng thời thực hiện việc tiết kiệm điện. Trước tình hình giá điện, giá xăng tăng đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều công nhân lao động. Với đồng lương eo hẹp, đời sống của nhiều công nhân vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chật vật. Thức ăn được mua ngay gần công ty với giá rất rẻ, bữa cơm đạm bạc được nấu vội sau một ngày tăng ca về muộn. Với nhiều công nhân, ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm không quan trọng bằng việc phải ăn uống tiết kiệm. Trong thời gian gần đây thì giá điện nước có tăng này, xong rồi giá xăng cũng có tăng lên vài lần. Thì đối với công nhân bọn tôi thì với cái thu nhập trung bình á thì nó sẽ rất khó khăn. Chắc chắn là các cái chi tiêu hàng ngày hoặc là mua sắm thì cần phải dè dặn hơn và cần phải tiết kiệm hơn rất nhiều. Nhất là khi giá cả sinh hoạt thiết yếu liên tục tăng như thời gian gần đây. Giá điện, giá xăng tăng, nhiều công nhân đang thực sự lo lắng khi giá cả thực phẩm, giá thuê phòng trọ, tiền nước cũng sẽ dục dịch tăng theo. Trong khi với đồng lương công nhân eo hẹp, họ đang phải gánh rất nhiều khoản chi tiêu, từ tiền thuê nhà trọ, tiền điện, nước, xăng xe, ăn uống, cũng như trang trải các chi phí sinh hoạt khác cho gia đình. Tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh cho biết, trước tình hình vật giá leo thang, cơ quan này sẽ tập trung rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của người lao động, từ đó vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mở rộng thêm các hoạt động hỗ trợ nhằm góp phần ổn định đời sống công nhân. Tại các huyện miền núi, do địa hình phức tạp, địa chất không ổn định lại có độ dốc lớn nên thường xuyên xảy ra các điểm sạt lở về giao thông. Bước vào mùa mưa bão năm 2019, để đảm bảo an toàn và chủ động khắc phục khi có sự cố, ngành giao thông đã tập trung tu bổ, hoàn thành sửa chữa nhiều tuyến đường theo đúng yêu cầu đề ra. Tuyến quốc lộ 15C từ huyện Lang Chánh đi huyện Quan Hóa và huyện Mường Lát có đến 40 điểm sạt nặng, đứt gãy ta luy âm, khối lượng đất đá sạt trượt lớn sau những cơn mưa bão năm 2019. Ngành giao thông vận tải Thanh Hóa đã chủ động huy động máy móc phương tiện lên phương án xử lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đến nay sau 6 tháng triển khai tu bổ, tất cả các điểm sạt lở nặng đã được khắc phục, kịp đáp ứng công tác phòng chống lụt bão năm 2019. Cùng với quốc lộ 15C, ở các huyện miền núi còn có 8 tuyến quốc lộ tỉnh lộ quan trọng khác luôn nằm trong tình trạng có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào khi có mưa bão. Hiện tại nhiều công sạt đã được xử lý mở rộng mái ta luy. Ngành giao thông cũng đã chủ động phương án phân luồng trên các tuyến để không lúng túng và bị động nếu nước lũ dâng cao. Hôm nay ngày 20 tháng 5, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn bắt đầu thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020. Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5. Ngày 22 tháng 5, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn sẽ thông báo công khai số thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường trung học phổ thông. Đồng thời cho những thí sinh cần thay đổi nguyện vọng được rút đơn, nạp đơn khác để thay đổi nguyện vọng. Sau 17 giờ ngày 23 tháng 5, nhà trường sẽ chấm dứt việc thu hồ sơ, hoàn tất việc lập danh sách đăng ký dự thi. Được biết, năm học 2019-2020, quy mô tuyển sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn là 385 chỉ tiêu của 9 môn chuyên. Các thí sinh đăng ký dự thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn sẽ dự thi 4 môn, bao gồm 3 môn thi không chuyên là toán, ngữ văn, tiếng Anh, tính điểm hệ số 1 và môn chuyên, tính điểm hệ số 2. Thí sinh dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn được đăng ký thêm một nguyện vọng xét tuyển vào học tại một trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn cư trú theo quy định. Sáng ngày 19 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, bơi an toàn, phòng chống đuối nước ở trẻ em năm 2019. Phong
trào toàn dân tham gia tập luyện bộ môn bơi bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ em được phát động nhằm phát huy trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, các trường học, các ngành và ý thức của toàn thể nhân dân, nhất là các em học sinh về tập luyện, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng chống đuối nước, cấp cứu người bị đuối nước. Theo đó, Ủy ban dân huyện Yên Định yêu cầu lãnh đạo các trường học xây dựng kế hoạch đưa chương trình giảng dạy ngoại khóa để luyện tập thực hành về môn bơi bơi an toàn, các hoạt động vui chơi dưới nước cho các em học sinh. Các ban ngành, các thành viên tổ chức cấp huyện có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về thực hiện kế hoạch số 167 của Ủy ban dân huyện về phát động tập bơi bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2019. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã hướng dẫn các tình huống thực tế về kỹ năng bơi ếch, bơi sải, lặn phòng chống đuối nước, công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến công tác phòng chống đuối nước tại bể bơi Tây Hồ, thị trấn Quán Lào. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, các phường xã của thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân xử lý xóa bỏ các điểm chợ cóc chợ tạm trái phép tại một số địa điểm. Tuy nhiên, khu chợ cóc tại mặt bằng 2152 phường Đông Vệ hiện vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ảnh hưởng không ít tới an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 6 giờ 30 phút sáng, khu vực chợ tạm tại mặt bằng 2152 gần khu thể thao Sun Sport phường Đông Vệ. Hàng quán trên vỉa hè, dưới lòng đường tấp nập người mua bán. Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín bày la liệt. Thậm chí người bán còn sơ chế thực phẩm ngay tại chỗ trong điều kiện không đảm bảo an toàn vệ sinh. Nước thải, rác thải không có chỗ thu gom, tập kết và xử lý vứt bừa bãi như thế này. Mặc dù đang trong thời gian thực hiện chiến dịch ra quân xử lý xóa bỏ các điểm chợ cóc chợ tạm trái phép, nhưng tại thời điểm ghi hình, chúng tôi vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của chính quyền và cơ quan chức năng để can thiệp và xử lý. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Báo cáo mới nhất của Chính phủ ghi nhận mức dư nợ công tính đến 31 tháng 12 năm 2018 ước khoảng 58,4% GDP, dư nợ chính phủ khoảng 50% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 46% GDP. Theo những báo cáo mới nhất mà Chính phủ trình lên Quốc hội, tình hình nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn, các mức dư nợ đều thấp hơn quy định trong kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Vào khoảng 22 giờ tối ngày 19 tháng 5, tại quán karaoke Sao Băng, đường Lương Thế Vinh, phường Cửu Bắc, thành phố Nam Định, đã xảy ra một vụ hỗn chiến làm một người chết, hai người bị thương, trong đó có đối tượng sử dụng súng. Theo những người dân sống gần quán karaoke thông tin, vụ hỗn chiến xuất phát từ cuộc cãi vã xô xát giữa hai nhóm thanh niên đến quán thuê phòng hát từ lúc hơn 20 giờ. Đến 22 giờ thì có tiếng súng nổ, nhiều người bỏ chạy khỏi quán. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng vừa cho biết, sau đợt kiểm tra bất ngờ đối với vũ trường New Phương Đông diễn ra vào 0 giờ 20 phút rạng sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện 75 trên 190 khách dương tính với ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 216 chai rượu ngoại đang bày bán tại cơ sở nhưng không có hóa đơn chứng từ. Cơ sở này cũng không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường và hồ sơ môi trường. Ngày 20 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, các lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu 9 thuyền viên trên tàu cá BV5489TS bị chìm trên biển Vũng Tàu. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5, tàu cá BV5489TS do ông Nguyễn Văn Dận, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên, đã va chạm với phương tiện ND3363 trên biển Vũng Tàu, khiến tàu cá BV5489TS bị chìm. Sau va chạm, phương tiện ND3363 đã không dừng lại để cứu hộ, cứu nạn mà bỏ chạy. Ngày 20 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn lao động sập nhà khu xưởng làm một người chết, ba người bị thương, xảy ra trong khuôn viên một công ty vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường D5, phường Hoàng Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ chiều ngày 19 tháng 5. Các công nhân đang làm việc thì bất ngờ khung nhà xưởng đổ sập, nạn nhân không kịp bỏ chạy, dẫn tới thương vong. Vụ đuối nước xảy ra vào chiều tối 19 tháng 5 tại bãi tắm đá Ông Địa thuộc phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, khiến hai học sinh lớp 9 tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm 5 em học sinh đến địa điểm trên tắm biển. Bơi ra xa được ít phút, các em chơi với và ra hiệu đuối nước. Du khách, bạn bè trên bờ hô hoán, đội cứu hộ chạy cano ra ứng cứu, đưa được 3 em lên bờ, 2 em còn lại không qua khỏi. Người dân buôn bán gần bãi tắm trên cho biết, mực nước chiều cùng ngày xuống thấp. Lúc các em bơi ra xa, khi nước lên nhanh thì khó trở tay kịp.